thái độ của Hun Sen với Việt Nam. Các bạn thân mến, trong số lần trước tôi đã trình bày về nội dung tình hình chính trị của Campuchia thời kỳ hậu Việt Nam, tức là từ khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia năm 1989. Hôm nay tôi sẽ trình bày về quan điểm của ông Hun Sen đối với Việt Nam cũng như cuộc chiến của Việt Nam giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Samdech Hun Sen sinh ngày 5 tháng 8 năm 1952, ông có tên tiếng Việt là Mai Phúc. Ông Hun Sen giữ chức Thủ tướng Campuchia vào tháng 1 năm 1985 và giữ chức này cho đến tận ngày hôm nay, mặc dù trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1998, ông là đồng thủ tướng với một nhân vật khác. Tuy nhiên, Hun Sen vẫn là người có thời gian gắn bó với Việt Nam và có ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ Việt Nam-Campuchia. Như các bạn đã biết, cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Việt Nam luôn bị các nước phương Tây và Trung Quốc xuyên tạc, coi là cuộc xâm lược Campuchia. Vì vậy, trong bản tin ngày hôm nay, tôi sẽ phân tích thái độ của Hun Sen dưới góc độ của một người lãnh đạo đất nước Campuchia về cuộc chiến của bộ đội Việt Nam ở đất nước Chùa Tháp. Bài viết này được lược dịch lại từ một cuốn sách về Hun Sen của tác giả là một cặp vợ chồng người Mỹ, ông Harit Mehta, một giảng viên đại học và là nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ, còn bà Julia là giảng viên văn chương và Nam Á học tại Đại học Toronto, Canada. Hai tác giả là những người phương Tây nên sẽ phần nào đảm bảo về tính trung lập. Cặp vợ chồng này hoàn thành cuốn tiểu thuyết dày 450 trang vào tháng 8 năm 1999 sau nhiều cuộc phỏng vấn trực tiếp với Thủ tướng Hun Sen và hàng chục nhân vật có liên quan đến Hun Sen. Với 2 năm bỏ công thu thập tư liệu với rất nhiều cuộc gặp gỡ các nhân vật và nhân chứng đi qua nhiều vùng đất, hai tác giả Harit Mehta và Julia Mehta của cuốn sách Hun Sen, nhân vật xuất chúng của Campuchia đã lần đầu tiên hoàn thành cuốn sách viết về tiểu sử của một nhà lãnh đạo với câu chuyện đời tư nhiều hấp dẫn mà chắc chắn vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể khai thác hết. Các tác giả phương Tây đã viết nhiều sách về tiểu sử Thủ tướng Campuchia, nhưng cuốn sách Hun Sen, nhân vật xuất chúng của Campuchia có tên tiếng Anh là Hun Sen Strongman of Cambodia của hai tác giả Harit Mehta và Julia Mehta được giới nghiên cứu chính trị lịch sử đánh giá rất cao. Ngay ở chương đầu kể về cuộc phỏng vấn đầu tiên với Thủ tướng Campuchia vào năm 1997, các tác giả kể lại cuộc phỏng vấn đã diễn ra êm xuôi cho tới khi chúng tôi đặt một câu hỏi, trong đó chúng tôi nhắc đến hành động quân sự của Việt Nam để lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot là một sự xâm chiếm. Điều này đã khiến cho ông Hun Sen đưa ra câu trả lời đầy phẫn nộ. Ông đã nhanh chóng sửa lối giải thích lịch sử của chúng tôi. Ông nói, đó không bao giờ là một sự xâm chiếm, mà là một hành động giải phóng khỏi chế độ diệt chủng. Ông hỏi lại bằng tiếng Anh, với giọng phải cố uốn ép lên xuống một ngoại ngữ mà ông thấy khó và chưa bao giờ cảm thấy cần phải thành thạo. Làm thế nào tôi, một người Campuchia, lại xâm chiếm đất nước của mình? Khi nhà báo đặt câu hỏi về việc quân đội Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ, Thủ tướng Hun Sen đã kiên trì giải thích đó là một hành động giải phóng. Trong cuốn sách, Hun Sen đã kể cho vợ chồng Mehta về tuổi thơ của ông, quá trình học tập tại Phnom Penh cho tới khi gia nhập lực lượng du kích của Khmer Đỏ, hay còn gọi là Campuchia Dân Chủ, để chống lại chế độ độc tài Lon Nol, trở thành lãnh đạo quân sự cấp tham mưu trưởng trung đoàn đặc công cho đến khi nhận ra sự tàn bạo của Pol Pot và đào thoát sang Việt Nam tháng 5 năm 1977 để thành lập mặt trận thống nhất cứu nguy, đoàn kết và giải phóng Campuchia. Sau khi được bộ đội Việt Nam tiếp nhận, ông đã yêu cầu phía Việt Nam giúp đỡ để lật đổ chế độ Pol Pot. Tôi đã bị từ chối, ông thất vọng kể. Việt Nam cho biết nếu họ đồng ý yêu cầu của tôi xin giúp đỡ, họ sẽ bị coi là can thiệp vào công việc nội bộ của Campuchia Dân Chủ. Khi ấy, chính phủ Việt Nam cố gắng đàm phán với Campuchia Dân Chủ để làm dịu các căng thẳng quân sự trên biên giới chung, ông kể với vợ chồng nhà báo Mehta. Hun Sen khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng sự độc lập và chủ quyền của Campuchia. Các vị lãnh đạo của Việt Nam đã từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ của tôi và nói điều đó có thể làm phương hại đến mối quan hệ giữa hai nước. Ông Hun Sen nói, một cơ hội vàng đã xuất hiện khi Pol Pot tấn công Việt Nam vào năm 1977. Thái độ gây hấn của Pol Pot đã đánh dấu thời kỳ bắt đầu thay đổi chính sách của Việt Nam. Thủ tướng Campuchia kể lại, nếu Pol Pot không tấn công Việt Nam, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không có được sự ủng hộ của Việt Nam để lật đổ chế độ Campuchia Dân Chủ. Pol Pot vướng phải sai lầm là đã giết người dân của chính ông ta, kể cả những người gốc Việt, và phát động các cuộc tấn công vào Việt Nam. Phân tích các dữ liệu, vợ chồng Mehta xác nhận các sự kiện chính trị lúc đó bắt đầu nhanh chóng diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Hun Sen. Sau khi Pol Pot bị tấn công, Việt Nam xét lại thái độ trung lập của họ đối với người láng giềng bặm trợn. Khi đó, Pol Pot bố trí các lực lượng của ông ta từ Tây Campuchia tới phía Đông Campuchia để sẵn sàng tấn công Việt Nam
Điều đó đã buộc một số người dân Campuchia phải trốn sang Việt Nam. Hun Sen kể, đó là một cơ hội bằng vàng cho tôi. Đến khi ấy, Việt Nam đã quyết định giúp đỡ Campuchia. Đó là một cơ hội cho chúng tôi tuyển mộ các lực lượng vũ trang của mình từ những người lánh nạn Campuchia đã chạy sang Việt Nam. Chính bản thân tôi đã không thể thuyết phục được Việt Nam, nhưng khi Pol Pot tấn công thì Việt Nam phải đứng lên tự vệ chính đáng. Họ cảm thấy bị xúc phạm và đã quyết định giúp đỡ chúng tôi. Lúc đó, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia với sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam đã cùng tham gia quá trình giải phóng đất nước, tiến vào giải phóng Phnom Penh vào tháng 1 năm 1979. Hun Sen cho biết, chúng tôi đã phải bắt đầu giải phóng đất nước bằng cách mở ra mặt trận thống nhất với quân số giới hạn. Nhưng khi chúng tôi chiến đấu xong, quân số đã tăng lên gấp nhiều lần. Ngày càng có nhiều người gia nhập với lực lượng 2 vạn quân chiến đấu mạnh lúc bắt đầu. Cho tới khi chế độ Pol Pot bị sụp đổ, quân số đã lên tới 4 vạn. Sau khi giải phóng Phnom Penh, Hun Sen được cử làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Năm 1981, ông được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ và đến năm 1985 được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ. Khẳng định về công lao to lớn của bộ đội Việt Nam với đất nước và nhân dân Campuchia, ông đã có một câu nói lịch sử: không có bộ đội Việt Nam, chúng tôi sẽ chết. Về việc quân đội Việt Nam ở lại Campuchia sau khi đánh đuổi quân Khmer Đỏ, chính tôi đã nói với ông Lê Đức Thọ, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, và những người khác rằng nếu họ rút quân và Pol Pot quay trở lại thì càng nhiều người sẽ bị giết. Vào thời điểm đó, các lực lượng của Campuchia không đủ sức chống lại Pol Pot và chúng tôi cần thời gian để củng cố lực lượng và nền kinh tế của chính mình. Ông nói thêm, chính phủ Việt Nam không muốn để quân ở lại vì chúng tôi yêu cầu họ như thế. Sau đó chúng tôi đồng ý để họ thử giảm bớt các lực lượng của họ vào năm 1982. Chính phủ Việt Nam giảm quân số, còn chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng của mình lên. Ngay cả khi là một bộ trưởng ngoại giao, tôi vẫn can dự vào một chiến lược như thế. Tôi vẫn còn nhớ cuộc họp các bộ trưởng bộ ngoại giao gồm Campuchia, Lào và Việt Nam ở Hà Nội vào năm 1985. Chúng tôi đã đồng ý để các lực lượng bộ đội Việt Nam sẽ rút quân từ 10 tới 15 năm nữa. Nhưng do sự phát triển nhanh chóng của các lực lượng vũ trang Campuchia và cuộc đàm phán hòa bình giữa Sihanouk và tôi, chúng tôi đã rút các lực lượng bộ đội Việt Nam sớm hơn. Trên đây là một vài quan điểm, thái độ của Thủ tướng Hun Sen đối với vấn đề Việt Nam tham chiến tại Campuchia. Điều này phần nào khẳng định sự chính nghĩa của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi tham chiến tại Campuchia, đồng thời cũng thể hiện sự biết ơn của riêng Thủ tướng Hun Sen đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bởi nếu Việt Nam không đưa quân giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng thì Hun Sen chưa chắc đã có ngày hôm nay. Một mặt luôn bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam, nhưng Hun Sen cũng cho thấy mình không phải là người phụ thuộc quá nhiều vào chúng ta. Trong suốt những năm vừa qua, nhất là với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Campuchia dưới sự trị vì của Hun Sen đã có nhiều hành động đi ngược lại với lợi ích của Việt Nam. Cụ thể những hành động của Hun Sen đi ngược lại với lợi ích của Việt Nam như thế nào, tôi xin được trình bày trong số tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.